anh chị em và các bạn đang quay trở lại chương trình hướng dẫn cắm hoa. Hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái mẫu hoa để các bạn để ở nhiều vị trí được ha. Và đây là một cái bình hoa, một cái chân nến đó các bạn. Rồi tiếp theo đây là lá dừa, mình đã buộc sẵn hai cái đầu này lại và mình có xịt sơn bạc kết hợp cùng với màu cam lên đây. Và bây giờ là mình kéo xịt ra ngoài chút xíu nha. Mình cắm hai cái lá dừa này xuống đó, chính cái vị trí tầm đó. Ở đây á, mình sử dụng tiếp một cái lá dừa nữa và mình cho nó chạy như thế này này các bạn đó, chạy cong như thế này. Dưới là mình dùng băng keo để mình cố định nó lại. Bây giờ mình sẽ cắm hoa trước nha. Mình sẽ bắt đầu mình tiếp tục cắm hoa trước. Mình sử dụng hoa màu vàng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng thêm hoa cúc bình bông màu xanh, mình cho nó xen kẽ vào. Dưới này là những cái bông hoa nhỏ, mình cho nó đi là nhẹ vậy đó. Bên đây mình sẽ cho nó xòe ra một cái lớp lá, mình dùng lá rút cong ha. Bên trong này mình dùng một số ruột mây đó các bạn, mình làm đường nét đó. Ở bên trong này bây giờ mình sẽ cho lá sơn tùng vào.
Rồi đây, bình hoa của mình. Anh chị em và các bạn cắm cái bình hoa này sẽ rất là đơn giản ha, mình hoàn toàn cắm được ở tại nhà luôn. Và ở đây là mình sử dụng gồm có lá dừa này kết hợp cùng với lại là hoa đầu tiên màu vàng, hoa cúc bình bông màu xanh đó. Rồi anh chị em và các bạn mà có gì mà chưa rõ thì cứ comment cho mình nhé, mình sẽ trả lời với chị em và các bạn một cách nhanh nhất có thể. Các bạn thấy ngay như thế này nha, xin chào.